Chào mừng mọi người đã đến với series Minecraft Công viên Khủng long. Hãy like, share và subscribe ủng hộ các thành viên team tụi mình để tụi mình có động lực để làm ra những video hay và chất lượng hơn nữa. Nội dung của tập trước. Ê! Các bạn ơi! Ủa, ông là ai vậy? Giờ có thả ông này ra không mấy đứa? Bây giờ tôi xuống cái lỗ, tôi chỉ cần bay ra một tí thôi, tôi sẽ thám thính vòng xung quanh rồi tôi sẽ quay trở lại. Con này nó kỳ quá, ba nói là ba nghi ngờ cái. Ông về kìa. Ủa? Xin lỗi. Nhưng con khủng long ở gần đây không có con khủng long nào giống anh hết. Thằng là con của anh. Không có con nào giống hết. Nhưng mà tôi không nào đẹp trai như ba hết. Nhưng mà hồi nãy tôi có nghe nói là họ đang chuyển một đàn khủng long về, tôi nghĩ trong đó có thể có vợ của anh. Ồ, vậy hả? Ồ vậy thì chúng ta hãy đi tới chỗ đó và đi tìm mẹ thôi mấy đứa ơi. Ok mấy đứa, ngày hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cái chỗ mà của ông khủng thằng lằn sắm hồi bữa nói. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tới đó. Và chúng ta đi tới đó để làm gì? Chúng ta đi đó để hỏi được tung tích của mẹ các con. Hỏi mẹ các con để làm gì? Để chúng ta có thể đi cứu mẹ các con. Nếu biết được ở đâu thì đêm nay có thể là đêm cuối cùng chúng ta ở đây. Yeah. Con đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. Chuẩn bị tác chiến. Chuẩn bị. Đội A, đội B, chuẩn bị tác chiến. 3, 2, 1, tác chiến. Đập tóc. Thần tốc, thần tốc. Ngày nào mấy đứa bay cũng bắt ba ăn cỏ. Toàn tạp mà. Lẹ lên ba ơi. Ủa, quên mở cửa. Ôi trời, cái này thằng em thông minh quá, nó mở cửa cho ba luôn rồi. Nó mở cửa mà nó kêu ba. Bình thường em ngu lắm hay sao? Anh biết thường mà. Anh không biết hả? Ok thì chúng ta hãy đi nhanh lên. Ủa đi đường nào vậy? Đường này mà. Ngâm rồi. Ủa, đi chun. Ba làm con rối quá. Này ba làm con rối thiệt luôn á. Đi ra đây. Cố lên. Chúng ta cùng nhau sốt sắng lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cái chỗ của ông thằng lằn sắm. Nghe nói đâu là cái chỗ nút rồi mà đó. Mấy thằng nút rồi mà. Đó. Ok. Thì bây giờ coi chừng có bảo vệ á. Giờ mình thằng lằn sắm. Ôi con quên đường rồi ba nhớ đường, ba dẫn đường đi. Thằng lằn sắm. Thì đương nhiên ba là người nắm có ở vệ ông nhỉ. Hình như mấy ổng đi ngủ hết rồi. Nam mình đi khuya thiệt là khuya mà. Đường này mấy đứa ơi, đường này. Thôi, đường này. Đường đó à? Đường này. Đi theo ba. Chúng ta sẽ đi theo đường gọi là một cái đường gọi là rất là nổi tiếng đó là đường Ray. Đường Ray wow. Xin lỗi. Đường Ray à? Cái đường nó tên là Ray à? Ờ, đường này tên là Ray. Ray là đường xám đúng không? Không, Ray. Đường Gray mới là đường xám con à. Còn này là đường Ray. Ray. Right. Chứ không phải là đường gay. Ok. Yeah. Ủa đúng đi đúng đường. À, có đường chứ mấy. Thằng kia nhanh nhậu quá, coi chừng tí bị bắt bây giờ. Thằng này là chùm luôn á. Nhìn trên này xuống hơi bị đẹp luôn. Nhìn hơi bị quen luôn. Ủa bây giờ đi đường nào ba? Đi đường này. Bà ốc như chơi nhờ mà không nhớ gì hết. Tao quýnh mày bây giờ thằng con út. Mày nhoi vừa phải thôi. Ơi. Trời ơi đi nãy giờ xa quá chừng luôn. Như ba dẫn đi một cái đường vòng thật là vòng luôn á. Đi theo đường ray mà chim kia còn thức không? Dĩ nhiên là không còn cái con chim kia trong đây rồi. Cái bầy chim mới được thả rồi. Không ơi, khủng long chim. Dream. Người ta phải gọi là thằng lằn sắm mấy con ơi, mấy con gọi vậy nghe bựa quá. Con gửi biết là ổng là một loài khủng long rồi. Chim. Ổng là một loài khủng long mà ổng biết bay. Thường thường chỉ có chim mới biết bay thôi. Ổng chỉ là đằng sau của cái lồng này nó có một cái đường dẫn thẳng tới cái chỗ đó luôn mà ba không biết đường nó nằm đâu để ba đi tìm. Thẳng tới ba chỗ mà có mẹ hả ba? À, không phải tới chỗ mà của cái con khủng long của cái đàn khủng long mới về á. Đàn khủng long mới về. Đàn mới về. Tức là đàn mới bị bắt hả? Ừ, cái đàn đó nó mới được chuyển từ, nghe ổng nói là nó mới được chuyển từ một cái đó tới. Ê đây nè ba, cái lỗ nè, cái lỗ trong đó có nè. Thằng khủng long được ở chung chuồng với mẹ. Ông vậy tao quýnh mày cái thằng quỷ.
cái lỗ là cái lỗ hồi bữa mình thả, còn ổng đang nói là có một cái chỗ ở đằng sau của cái lồng kìa, ba không biết cái chỗ ở đâu để ba đi tìm. Có nữa hả? Có. Hồi bữa ổng nói mà mấy đứa không nghe, mấy đứa lúc đó mấy đứa bị ở ngoài rồi, lúc đó là ba vô đây trước mà nói chuyện với ổng rồi. Thầy con. Really? Thằng con cả này mày nói tiếng nước nào nghe lạ con. Nói tiếng Anh này, con mới học English. Wow, ghê thiệt, anh giỏi thiệt. Trời ơi. Ê, mấy đứa đâu rồi? À, con đi theo Út nè. Trèo cây rồi ba ơi. Ai biết Út nó đi đâu nè, con sợ nó bị lạc nên con đi theo nó nè. Leo lên mái chơi thôi mà. Con leo lên mái. Ủa nó rồi? Em leo lên nóc chơi thôi. Ủa, cái đây có gì màu vàng vàng bơi. Đâu? Con thấy. Ủa mấy đứa ở đâu vậy? Con cũng không biết. Ba nhìn lên trần đi là thấy à. Tụi mày leo lên tới trên trển luôn rồi hả mấy đứa? Đúng rồi. Ủa đây có gì vàng vàng nè bơi. Quậy phá kinh khủng. Ba đâu rồi? Ba mất tích rồi. Ba đâu rồi ta? Kê mấy đứa ơi, ba dưới này nè. Đâu? Ba dưới nào ba? Ba thấy thằng Út rồi nè, con đâu? Nè, con ở chỗ nào vàng khè bơi. Anh ở đâu? Dưới kìa. Ủa, anh chơi với cái gì vàng khè rồi ở dưới của anh á. Nè, con ở đây thấy, ủa chứ hình như có một cái hang về vàng khè nè, phải hang ba nói không? Đâu? Con ô, đúng rồi, cái hang này nè. Ba nghĩ là cái hang này. Ba qua đây lại rồi, đây. Đằng sau cái lồng nè. Đằng sau cái lồng. Ôi ôi. Ôi, coi chừng mấy đứa ơi, coi chừng, cẩn thận. Và hang này nó hóa thạch cái gì mà vàng khè vậy? Ba không biết nữa. Ờ, ở dưới là cái gì kìa? Xuống tắm nó thử được. Ê, bậy, cái này là nham thạch đó mấy đứa không có đi săn nhiều, mấy đứa không biết. Ba đi ngang mấy cái núi lửa hoài, mấy cái này mà rớt xuống là thành khủng long nướng nha mấy đứa. Khủng long nướng ha. Wow. Giờ đẩy ngốc xuống dưới ha. Đẩy ngốc xuống dưới là nó thành khủng long thui á. No. Đẩy ba xuống đi. Bỏ đi, ba ăn 3 ngày không hết đâu. Thịt ba ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, ba mập lắm. Ở dưới nhìn thấy ghê quá bơi. Ghê thiệt chứ. Ê, coi chừng té bây giờ. Đi vô, cái thằng này nó cứ nhoi cà nhoi, đúng rồi thằng. Xì. Đi, coi cái đít nhéo. Ô, coi chừng. Mấy anh Phục Long đang ngủ. Giờ mình đi, thôi. Bây giờ làm sao đi qua đó đây? Ờ, có cái cầu kìa mấy đứa. Đâu cầu đâu? Em đang ngủ. Ê, nhưng mà coi chừng tụi nó. Ai? Lính. Lính, con lính, đâu có thấy ai đâu. Quay lính. Lính đâu? Con có học tiếng Anh chứ bộ. Quay lính. Con đâu thấy lính đâu. Ở trong cái bự bự cái kia. Cái bự bự là cái gì vậy? Ba nhìn xuyên tường luôn ghê vậy. Ghê thiệt. Bà nội dạy ba hả? Đâu có đâu. Cái nó bằng gỗ mà nó có khe mà ba nhìn qua được mà. Trời ơi. Để con đi trước, con thám thính vào con nhỏ xíu. À đúng rồi, có người rồi bơi. Ôi, tụi nó đang ngồi, hiện như có bọn lính đang ngồi học quấn trên đây nè. Ôi, đi chậm chậm thôi, đi từ từ chậm chậm khẽ khẽ thôi. Chết, tao bự quấy, từ từ, đợi. Ủa mà giờ mình vô đây làm chi à ba? Từ từ, cái đường này là đường duy nhất, phải tìm đường đi qua cái lồng kia. Thấy ở bên này nè là có mấy anh khủng long đang ngủ. Cái chỗ đó, cái chỗ chúng ta cần đi tới, mà coi chừng tụi nó đang nhìn á, coi chừng. Đứng yên. Tụi nó đang theo dõi. Bình tĩnh. Tụi nó có thấy mình đâu. Có, nãy ba thấy tụi nó quay qua, ba sợ. Ba cứ sợ không? Thằng Út này nó nhoi quá ba sợ. Ủa, có chỗ nhìn nè. Mấy anh khủng long ơi. Ui, có ai đâu? Mấy người đi đâu vậy? Ờ, tụi tôi đang đi tìm. À, anh có phải là khủng long, cái vàng khủng long mới chuyển gì đây không? Đúng rồi, tôi mới chuyển từ hồi sáng nay thôi. Tôi cho tôi hỏi là ủa cái giọng anh này sao kỳ, nói giọng dễ mộng được không ta? Ôi xin chào anh nha, tôi là khủng long ba và đây là hai thằng khủng long cơ. Tôi đang ngồi ăn cỏ mà anh nói cái giọng gì kỳ vậy? Ông này hình như ổng già, ổng sắp thăng rồi. Ờ, ổng dần sắp thăng rồi, cái giọng kỳ quá. Thì tôi muốn hỏi bác là bác ơi, bác có thấy được cái có con khủng long nào giống tôi không? Tôi đang bị lạc vợ của mình. Nhưng mà bây giờ tôi không biết cô ấy ở đâu. Thì bác là khủng long ở nơi khác tới. Bác có biết con khủng long nào giống tôi như vậy không? Giống con nè. Dường như là tôi có thấy một con khủng long giống anh. Con khủng long cái. Thì cô ta nói là cô ta đang lạc gia đình.
Lạc gia đình và cô ta bị đang bị nhốt ở một cái trung tâm nghiên cứu phía Bắc. Ôi, chắc đó là mẹ mình đó ba ơi. Có thể là mẹ của mình á, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Giờ chúng ta hãy đi về bây phía giờ, Bắc anh đi. Ơi, anh ơi, anh ơi, tôi cảm ơn anh nhiều nha. Ok, ăn cỏ không anh? À, tôi không có thích cỏ kiết gì, nhưng mà anh thích thì anh cứ ăn thôi, còn chút ngủ ngon. Ok, okay bây giờ chúng ta đi thôi, đi thôi Hú ơi. Hú ơi, đi. Ủa, mày đâu? Ủa, em con nãy giờ đi ba mà, con đâu biết đâu. Thằng em mày đâu? Anh ơi. Ôi, núp vô. Cứu em. Ôi, như nó bị bắt rồi ba ơi. Để con đi cứu nó cho. Đừng có lại gần nó. Cái đèn ở trên kia. Nhưng mà giờ chẳng lẽ tụi mình bỏ nó? Bây giờ chúng ta phải tìm cách thôi. Ôi ơi. Thả tao ra đi. Thôi đi. Chuồn trước đi. Bây giờ. Ôi, thằng hai. Em gán ở lại đây nha, mốt tụi anh lại cứu em nha. Em gán ở lại đi, gán đợi nha. Tụi anh sẽ lại cứu em sao? Khủng long anh ơi. Dạ, con nghe. Con đâu rồi? Con trốn rồi. Con mệt quá ba ơi, trời ơi, hình như mình đã bỏ xa bọn lính rồi đó. Không biết bây giờ thằng em con nó làm sao. Ba đã nói rồi, nó đừng có đi lung tung mà nó cứ cà nhoi để cho nó bị bắt làm gì. Ôi, bây giờ nó bị bắt rồi, tội nghiệp nó quá à. Bây giờ mình làm sao để cứu nó đây? Bây giờ mình vừa lạc mất mẹ mà mình phải mất luôn đứa giờ... em rồi, con buồn quá. Khóc nó không có giải quyết được chuyện gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm cách, tại vì bây giờ với sức mạnh của hai cha con chúng ta thì không thể nào cứu em được. Ba nghĩ là chúng ta nên giải thoát cho cái bác khủng long ba sừng hồi nãy. Giải thoát cho ổng hả? Vậy bây giờ mình phải quay lại đó hả? Nhưng mà chúng ta phải đi một cách rất là im lặng. Nhưng mà bây giờ mình quay lại đó rồi bọn chúng phát hiện, bọn chúng bắt luôn mình thì sao? Chúng ta phải chờ đợi thôi con à. Phải chờ đợi tới lúc mà bọn nó đi rồi chúng ta mới có thể quay lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cứu em con, thả đàn khủng long ra và chúng ta sẽ cùng nhau lên đường đi tìm mẹ con. Dạ. Bơ ơi, điên này nè bơ ơi. Ủa, đường này hả? Đường này nè. Đi thôi. Giờ chúng ta phải nhanh chóng cứu em mình thôi. Đi nhanh lên mấy đứa ơi. Có một đứa à bơ ơi. Chết, bà nhớ nó quá rồi, bà quên. Ê. Có ai vậy? Ôi. Ồ. Ê, tôi đang tìm hai cậu đây. Ủa sao cái ông giờ này ông còn ở đây vậy? Hồi nãy tôi đang cái ông khủng long chim nè. Ủa cái khủng long thần sống nè, xin lỗi đã gọi ông là khủng long chim. Hồi nãy tôi đang bay, tôi thấy con, hình như có con, đứa con loi trôi của cậu đang ở bị bắt ở ngoài kia kìa. Ngoài kia ở đâu vậy? Hình như ở trung tâm cái chỗ này của công viên này nè. Ôi, giờ ba ơi, vậy là nó bị giải về cái phần trung tâm của công viên rồi. Giờ mình phải làm sao đây ba? Bọn nó rất là đông, bây giờ với nhân lực của chúng ta thì không thể nào mà cứu em con ra được. Ba nghĩ là chúng ta cần thêm những người khác nữa. Bây giờ chúng ta muốn phải nhờ ai đây? Ba nghĩ là chúng ta nên giải cứu tất cả này ra. Giải cứu tất cả những con khủng long ở đây ra hả? Ôi, vậy là hai lần trước tụi mình giải cứu được hai con rồi, giờ giải cứu cho hết đi. Tại vì bây giờ chúng ta rất là ít người, chúng ta phải cần thêm người để có thể giải cứu em con ra chứ. Ở giữa hai cha con ta là chúng ta bị ăn đòn như chơi con à. Vậy là bây giờ chúng ta phải đánh lạc hướng của bọn chúng đúng không? Bây giờ đúng chúng rồi. Ta phải giải cứu tất cả khủng long ra cho hệ thống của chúng báo động lên và canh sơ hở đó, và chúng ta sẽ cứu em chúng ta ra. Ok. Wow, một kế hoạch thật là hoàn hảo. Nhưng mà đi không thôi. Có biết có may mắn hay không. Hên xui rồi mấy đứa ơi. Đi thôi. Vậy bây giờ tạm biệt nha. Tạm biệt. Cảm ơn ông nha. Tạm biệt. Ok. Bây giờ thì gọi gì? Bây giờ ba phá hết mấy chỗ này ra luôn, giải cứu khủng long ra đi. Ba cạp hết luôn. Đụng đầu lên, lẹ lên ba ơi.
Né lên. Để con vô cái ổng con kiếm cái ông hồi nãy ta. Ông hồi nãy ổng đâu đi mất tiêu rồi. Kêu ổng ơi. Kêu ổng ra này. Ui nè ổng nè con thấy ổng rồi. Ui. Ba đục thêm nhiều lỗ cho ổng chạy ra đi, ổng hơi bị béo ấy. Ui, ổng tới kìa. Ôi, ghê quá à. Ui. Ồ. Anh khủng long ba sừng ơi, bây giờ em cần anh, em sẽ giải thoát cho anh và anh làm ơn anh đi cạn hết nguyên một cái khu vực công viên giùm em luôn nha anh. Ok. Ba ơi, đây okay. Có cái trứng rồi ba ơi. Rồi. Giờ bây giờ mình ba phá thêm nhiều lỗ đi. Để ổng chạy ra. Kìa ổng đang đi theo mình kìa. Đó. Ông là khổng lồ bự mà sao ông không phá đi, ông kêu tôi phá hoài. Phá hết luôn đây luôn. Rồi. Ok, tôi đã giải thoát hết tất cả anh cho tất cả anh em khủng long rồi. Bây giờ ông với tất cả anh em khủng long còn lại hãy đánh lạc hướng bọn lính đi để tôi với lại con tôi vào giải thoát cho con chúng tôi. Ok. Ờ đi. Ok, bắt đầu. 1 2 3 đi thôi. Lên. Cứu em lẹ bơi. Cứu em ơi. Bơi. Anh ơi. Từ cứu em. Thằng Út nó bị nhốt trong lòng nè bơi. Để ba cắn nó ra. Thằng hai đi ra. Trời nó khóc nước mắt ghê vậy. Rồi đi ra được chưa? Rồi okay. Giờ mình đi đâu ba? Bây giờ chúng ta sẽ chạy thẳng ra ngoài kia. Quá trời khủng long ở đây luôn. Ba. Ôi có lính luôn kìa bơi. Cẩn thận. Mọi người ơi, hãy chạy ra đằng trước, chúng ta cùng nhau chạy thoát nào. Chạy thôi, ôi lính quá trời luôn. Gì, mừng quá. Giờ mình đi đâu vậy? Bên trái hay bên phải? Bên trái. Chưa. Bên trái sẽ đi ra rừng. Bên trái là bên này nè ba. Ủa, bên phải. Không hiểu gì cả. Bên phải à? Phải hả? Chạy lại lên. Bên phải. Ủa. Ôi. Ba ơi, phía sau cô. Chơi. Ôi, chạy lên. Nằm cho bên em. Cứu con. Chạy lên, 500 anh em tụi nó tới rồi kìa. Vô rừng. Chạy vào rừng nhanh mấy đứa ơi. Trời. Chạy lẹ lên. Chạy vào rừng. Nó đang được. Ủa cái nhà nào nhìn quen vậy ta? Ờ kệ đi, không có chuyện gì hết. Chạy vô rừng. Trời ơi. Cái đoạn này nữa chỗ này chỗ nào đấy? Ba không biết nữa, ba đang cố gắng chạy. Chạy thật xa đi mấy con ơi. Oh my quá, god. Xa quá, đường nào mới đi, còn mẹ nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp mẹ. Tại con hết á, tại con mới có chuyện này xảy ra. Con cứ gà nhoi. Nếp sao mình nghĩ được nhốt trong im lặng được rồi. Vừa nãy con còn thấy biết cái gì mà miết, trời ơi đi lẹ lên. Nãy con còn thấy cái bác kia ở lại mà sao ba để ba ấy ở lại luôn. Họ là những người lớn, họ có thể đi được. Trời ba ơi, hình như có cái bác ngoài kia bị dí rồi ba ơi. Giờ sao? Giờ sao đây? Anh ơi, có sao không?
chạy đi để tôi đánh lạc hướng tụi nó cho, chạy đi. Ôi chết cha, đông quá mấy đứa, đông quá, đông quá. Đúng rồi, chạy đâu đi ta. Có gì tôi sẽ trở lại cứu anh sao. Tạm biệt. Trời ơi. Run for your life. Chào biệt, chào tạm biệt. Đấy, con không biết tên. Ôi mấy đứa, tụi mình ra tới cổng rồi mấy đứa ơi, chạy lẹ. Mình sẽ thoát khỏi cái công viên này. Mình sẽ, mình được tự do rồi. Mình sẽ đi tìm mẹ mình thôi. Nhưng mà em không biết mẹ ở đâu mà. Tụi anh biết rồi, tụi anh biết rồi. Ôi vậy hả? Sao nhanh dữ vậy? Hồi bữa em nho em đi gì đó làm cái bác hồi nãy, cái bác hồi nãy là chỉ cho ba với lại thằng anh hai rồi. Ồ, ghê thiệt. Thằng em ngu quá à. Ờ, thằng em bị bắt, thằng em không biết chứ bộ. Thằng em nhoi, thằng em mới bị bắt á. Rồi. Ôi, cái gì này? Xong rồi bơi, ba đâu? Ở đây. Rồi, chuẩn bị mình đi tìm mẹ thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm mẹ. Hello, xin chào mọi người và cảm ơn các bạn đã xem cái clip này. Thì đây là một cái series mới của tụi mình. Và cái series này là làm theo một cái phong cách mà đó giờ các bạn gọi là... lạ. Lạ, rất là lạ. Ít có hiện tại thì theo mình biết là ở thị trường MyRap ở Việt Nam thì chưa có một cái nhóm nào làm theo một cái phong cách như thế này. Thì hy vọng là các bạn thích cái thể loại như thế này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và đừng quên để subscribe ủng hộ cho Nấm Rumble, Up Jenny, Up Max và chú nhá. Và nhớ share video hậu mình cứ trên 100 lượt chia sẻ thì mình sẽ ra tiếp tập tiếp theo thôi. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại, see you and high five. High five, goodbye. Bye bye. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.